Ok, hello mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ là đi có tiếp cái hôm bữa mình tìm kiếm đúng không? Mình tìm kiếm mình mới biết được cái API thôi. Với lại mình mới viết được API đúng không? Bữa mình lock ra đúng không? Mình lock ra được cái con mẹ gì đấy. Bây giờ mình sẽ thử nha. Để coi là hôm bữa mình đây, mình lock ra cái response này. Khi bấm enter này, khi bấm enter là cái code 13 này thì mình sẽ log ra được cái response của API search này. Mình sẽ là tìm chị Cẩm Ly này. Ok, sau khi mình gõ enter một phát á, thì nó bắn ra cái data này cho mình. Thì cái data này á, trong này đúng không? Nó sẽ có một cái data này. Message success này, timestamp này. Rồi, trong cái data này mình sẽ có một rừng cái như thế này thì bây giờ mình phải qua cái trang này. Mình sẽ gõ luôn là chữ Cẩm Ly nha. Rồi, ok mình enter này. Đó thì trong này mình sẽ có những cái gì. Đầu tiên nè, mình sẽ so sánh bên này nha. Mình coi thử data mình có cái gì. Đầu tiên là video này. Video thì mình không làm nha. Đó, video là cái MV dưới này này, là mình không làm đi. Tiếp theo là cái top này. Đầu tiên là cái artist này. Chị Cẩm Ly này. Playlist thumbnail để mình coi cái hình này là hình nào nha. Để mình so sánh với bên bên bản bản gốc của nó là cái gì nha. Ok là cái hình này thì là cái hình này rồi. Đây, đây là cái artist này anh em, cái cục này sẽ là artist nha. Thì trong đây anh em sẽ thấy cái total follow này, đó là 345 này. Đây là cái total follow này, đây là artist này. Khi mình bấm vào á thì nó sẽ, anh em để ở dưới góc này này, khi mình để chuột vô nó sẽ có là đi đúng không, đó một cái link gọi là nghệ sĩ và chị Cẩm Ly, tức là mình bấm vào thì mình sẽ là có link này, trong này sẽ có đường link cho mình đi. Nó không có link nè. Ok mình sẽ tự tạo link nha. Mình sẽ có cái ID này này, mình bỏ vô mình tìm cái detail của single á, là mình sẽ lấy được. Rồi cái đầu tiên này là cái mình biết nó là cái gì đúng không, cái artist sẽ là cái cục này. Rồi cái counter artist 1 này, playlist 7, song này, video 29. Cái này là cái gì đây? Hình như là cái này nè anh em ạ. Là cái số trên này này, nhưng mà thằng này nó không không xài à. Cái này là thống kê thôi. Nó sẽ là để như này nha, tức là bài hát là bao nhiêu này, album bao nhiêu này, MV bao nhiêu này, là cái số này này. Counter này, đó, counter mình không còn đúng không? Mình sẽ lấy playlist này. Playlist này nó có là 8 bài. Chỉ có thể là Cẩm Ly. Để mình xem nào. Playlist đây, nó sẽ là thằng này. Ok, vậy là cái playlist là cái mình biết nó là cái nào đúng không. Session cái song này 9 bài, lâu đài tình ái ở đây, đây là song này. Ủa sao cái này có 6 bài ấy? Cái này nó tới 9 bài ấy. Rồi bây giờ mình đã biết cái song này làm gì rồi, cái video cái top này làm gì đây. Này alias Cẩm Ly này, cover. Để mình sẽ lấy cái hình cover này coi thử nó là cái gì nha. À cái hình này là hình background của chị. Thì MV mình không làm đúng không? Mình đang làm được cái này, làm cái này. Playlist nổi bật. Chỉ có thể là Cẩm Ly. Cái này mình lấy ở đâu nhỉ? Bốn bốn phần tử này mình lấy ở đâu nhỉ? Lâu đài tình ái này. Sao chưa hồi âm này? Hai cái bài hát này là cái gì nhỉ? À là lấy hai hai bài trong này bỏ vào đây à. Rồi, cái này là cái tất cả cái tổng quan thôi. Ok, mình sẽ làm cái thằng này trước. Ồ, tính ra cái search này nhiều phết anh em nhỉ. Khá nhiều đấy. Ồ, hết rồi. Cái này là video rồi. Mình có playlist, có song. Nó đâu có trả về cái gì nữa nhỉ? Cái top này để làm cái gì đây? Nghệ sĩ này có link này anh em, này mình có link này, thì mình sẽ lấy link này để mình truy cập ha. Ok, section ID counter rồi. Ok thì mình sẽ là đi làm cái thằng này nha. Trước tiên á thì cái từ cái data mà nó trả về cho mình á thì mình sẽ quyết định làm cái gì. Đầu tiên là tất cả này, trong này mình sẽ có một cái nổi bật và hai bài hát này. Cái này mình không thấy, cái này mình không thấy thì mình sẽ thay, mình sẽ bỏ cái này này, mình sẽ thay bằng bài hát và cái playlist này. Còn MV mình sẽ không làm.
Cục này là không nhỉ? Cái này là cái gì đây? Nghệ sĩ. À, cục này là cái đầu tiên anh em. À, hiểu 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 rồi. Cái analytics này này, cái analytics này này không phải là cái này đâu nha. Không phải là cái này mà là nó cái dưới này này. Đó, rồi còn cái ở trên đó là cái thằng này này. Cái thằng top này. Fuck up. Cũng đéo phải luôn. Rồi, ok. Thôi, nói chung là làm chứ nói nhiều quá ha. Ok. Ok, cái thanh search này đúng không? Bây giờ mình sẽ cần một cái data của mình là nó nằm ở trong là data data đúng không? Data một data thì cái data này là gì? Nó là một cái object này. Đó, trong object này mình sẽ là lưu là một cái biến gọi là search data nha. Mình sẽ là view. Cái này là search đúng không? Ok, trong search này á mình sẽ là navigate. Ôi, từ từ nha. Handle search code 13. Ok anh em, cái này á mình cái search này á là cái thanh này này, cái thanh trên này này. Bây giờ khi mình bấm enter một cái nó phải là nhảy qua cái trang tìm kiếm. Tức là cái chỗ hàm handle này này, mình gọi API đúng không? Xong rồi mình sẽ là nhảy qua trang tìm kiếm. Thì cái API này á, bây giờ mình muốn pass cái data này về cái trang tìm kiếm á thì bắt buộc mình phải lưu cái này trong Redux nha anh em. Lưu trong Redux thì bây giờ mình sẽ làm như thế này. Mình sẽ là comment thằng này lại nha, xong đó mình lưu này. Trong cái React Redux này mình sẽ tạo một cái gọi là một cái name, một cái tên của action nữa, đó là gì? Search. Search. Ok. Rồi, mình sẽ là một cái action type sẽ là search nha. Bao vào đây, lưu lại. Sau khi sau khi có cái tên rồi á. Sau khi có cái tên rồi mình sẽ vào qua cái bên cái action này, mình sẽ viết một cái action nha. Đây mình sẽ xóa thằng này đi. Bây giờ mình sẽ viết lại này, export này. Bây giờ mình sẽ dùng cái middleware, cái thân á, cái Redux thân nha, tại vì mấy cái thằng này á đầu giờ mình làm toàn là gì? Mình toàn là truyền lên cho Redux một cái object này, một cái plain object luôn, tức là mình chỉ truyền lên object luôn, mình không có gọi API bằng cái action này. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái action để mình gọi API đi. Thì trong này mình sẽ để là gì? get source này. Hoặc mình để một chữ search thôi. Search. Ok, cái hàm này á. Bây giờ mình sẽ định một cái hàm đúng không? Một cái hàm arrow function nó như thế này. Đó, nhưng mà cái hàm này á cái action này thường là mình nói là đúng không? Mình return một cái object này. Thì bây giờ cái khi mình dùng middleware mình muốn return một cái hàm. Tức là thay vì mình return như này mình sẽ viết thêm một cái hàm như này nữa. Đó. Đấy, như này. Tức là như anh em để ý nha, thì cái hàm này này, cái arrow function đầu tiên này nó return ra một cái hàm khác này. Thì cái hàm này nó có một cái block code này, được chưa? Thì cái này á, mình sẽ nhận vào cái gì? Cái sort này mình sẽ nhận vào cái gì đấy? Đó, tức là mình sẽ nhận vào cái keyword này. Đó, thì vào return ra cái action này, thì trong cái action này mình sẽ gọi API trong action này, ở trong cái hàm này. Thì cái hàm này mình sẽ có một cái thằng gọi là this cái thằng này là cái dashboard này ở đâu mà có cái này á, là do cái thằng reduction á nè, cái middleware á, là do thằng đó nó cho mình ấy, là cái dashboard này với lại cái dashboard mình dùng ở bên đây này, là cái dashboard mình dùng ở bên đây để mình dispatch tụi nó đi á, là nó như nhau nha. Nó hàm nó thằng này sẽ là cái thằng vận chuyển này. Rồi trong này á có dispatch rồi á, mình đang là viết gọi là API đúng không? Mình viết một cái hàm API mình sẽ là bot đồng bộ đúng không? Thì chỗ này mình sẽ return nha, return một cái gọi là new promise này. New promise. Ok, hoặc không cũng được, anh em không cần new promise làm gì, chỗ này viết thẳng ra một cái hàm luôn. Rồi chỗ này anh em cứ gọi là để async thôi, async thôi. Rồi trong này mình sẽ để là try catch nha, tại vì cái công việc gọi API này nó sẽ có lỗi hay không có lỗi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng try catch. Thì nếu mà catch á, thì nếu mà đây trên đây mình đã có action type đúng không? Nếu mà nó trường hợp cá, tức là nó cái block code trong cái hàm try này, nó bị fail thì nó sẽ nhảy qua thằng cast này. Đó, thì khi mà có thằng cast thì mình sẽ là dispatch lên một cái action, lên một cái action, tức là mình sẽ dispatch một cái object nó sẽ có gọi là type, nó sẽ có type là bằng action type chấm gọi là mình mới định nghĩa nhờ search. Search nha. Đây. Và cái data mình gửi lên ấy,
mình sẽ để là null đó, tức là khi mà nó fail thì mình sẽ là gửi lên là null nha, lưu lại này đó. Còn nếu mà nó không có lỗi á, thì chỗ này mình sẽ là constant này, mình sẽ gọi là response bằng AWS này. Tiếp theo là gì, mình sẽ gọi API chấm này, API search này đó, mình sẽ bỏ cái keyword ở đây đấy. Thì lúc này mình sẽ gọi API ở trong cái action này nè ha, action search này mình đã gọi cái API trong này đó, và nhờ cái thằng dispatch này, tức là sau khi mình gọi xong cái mình lấy data cái kiểu là điểu á, thì mình sẽ thằng dùng cái thằng dispatch này để mình bắn là redux ha, anh em hiểu ý mình không? Thì nói chung là mình nói thì anh em có thể là redux này, trong cái image này, để có ảnh nào nha, toàn ảnh gif nha. Rồi thì cái ảnh này ở đâu phải, cái ảnh này nó không có API nha. Đây thì cái ảnh này này có API này nè, tức là bình thường á, mình sẽ viết một cái action xong mình dispatch lên cái thằng redox đúng không đó, nhưng mà lúc này á, trước thằng redox mình sẽ có một cái middleware để mình gọi API trong này đó. Sau khi mình lấy API mình lấy response về á, thì khi mình sẽ dùng cái thằng dispatch của thằng middleware mình đẩy về đây, anh này hiểu mình không? Tức là nha, mình đứng ở trong cái con component của mình á, trong cái trang React của mình á, mình muốn truyền một cái nhiệm vụ lên, một cái data, một cái action lên cho thằng Redux nó xử lý, thì mình sẽ dùng cái thằng dispatch của thằng React, tức là view dispatch gì đấy, mình bắn lên đây đó, mình phải bắn lên đây. Thì mình lên tới đây á, nếu mà cái action của mình á là một cái action đòi hỏi phải, tức là nó bắt đồng bộ, nó đòi hỏi phải là đi gọi API á, thì mới 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 có data để gửi lên lại, thì nó sẽ chạy vô middleware này, xong nó sẽ gọi API, sau đó nó lấy response trả về thằng này đó, là sau đó nó sẽ lấy thằng dispatch của cái ông Redux thân á, nó dùng cái thằng đó để nó bắn về cho thằng này. Đại khái mình lấy ví dụ nha, ví dụ là giả sử như mình đang ở Vi này, mình đang ở đây, mình muốn gọi là gửi một bức thư, gửi một bức thư lên cho cái thằng bưu điện, thằng này sẽ là bưu điện, tức là mình muốn gửi bức thư lên thằng bưu điện đúng không? Thì cái thằng bức thư đó, tức là cái action, bức thư đó là cái action, tức là trong bức thư đó sẽ ghi là nhiệm vụ gì hoặc là nội dung gì đấy đó. Còn cái thằng dispatch là cái ông đưa thư này, là cái ông chuyển thư của mình lên cho bưu điện, mà cái ông chuyển thư này là ổng thuộc về cái thằng redox này, tức là nó là công nhân của thằng redox này đó. Tức là mình sẽ là khi mình muốn gửi một bức thư lên cho bưu điện, thì mình alo tới thằng bưu điện này, mình gọi cho kêu nó chuyển cho nó, đưa cho mình một cái thằng công nhân để mình đưa nó đưa đưa thư tới đó, thì thằng công nhân này sẽ mang thư tới bưu điện đúng không? Nhưng mà cái bức thư của mình bình thường á, là đưa tới bưu điện là nó xử lý liền, tức là mình không cần phải thời gian, không cần chờ thời gian để xử lý gì đấy. Nhưng mà cái bức thư này của mình á, giả sử mình kêu là phải đi mua một cái gì đó trước khi rồi mua một cái gì đó sau đó mới đi vào bưu điện đúng không? Đó thì giả sử thì lúc này là mình sẽ cần thời gian để mình đi mua một cái gì đấy, đó là cái gọi API này đó. Thì sau khi mà nó gọi là đi mua gì xong xuôi rồi, thì lúc này nó sẽ thành công nhân đó, nó sẽ đi đưa vào Redux để xử lý. Nói chung là chỗ này mình chém gió, nó cũng theo cách mình hiểu thôi, mọi người có hiểu hiểu, nhưng mà đại khái cái thằng React thân này nó giúp mình có thể gọi được API khi mà bắn một cái action lên Redux ha. Rồi nói gọi là dài dòng quá rồi, thì chỗ này nè, khi mình gọi thì cái response này là cái response này em trả về cũng như nhau thôi. Thì chỗ này mình sẽ là khi mà có response đó, mình sẽ check này, if nếu mà response này chấm data này chấm arrow này mà bằng không ấy, tức là nó thành công đúng không, thì mình sẽ là dispatch, tức là cái quả này là khi mình đã mua hoa quả xong rồi này đó, tức là mình đã gọi là cái AWS này, tức là kêu là mình hãy chờ, tức là cái code nó sẽ dịch từ trên xuống dưới đúng không? Thì khi nó dịch tới cái chữ AWS này thì nó sẽ biết là thằng này nó muốn chờ cho chạy xong cái thằng này đó. Thì khi mà ông này chạy xong đó, thì nó mới chạy xuống dòng code dưới đó. Đó là cái ý nghĩa của AWS nha. Rồi thì bây giờ khi mà nó mua hoa quả xong rồi đó, nó đã có được cái hoa quả rồi, thì lúc này nó sẽ là lại kêu cái thằng công nhân của bưu điện đưa cái hoa quả này lên bưu điện đấy. Thì lúc này nó sẽ là dispatch này, là cái ông vận chuyển này, họ đưa cái hoa quả, tức là cái data, tức là cái action đó, là một cái object này. Thì cái action này nó sẽ có tag, tức là nó sẽ chỉ rõ ra tên của cái người mà xử lý cái đơn hàng này hoặc là xử lý cái bức thư này, thì đó sẽ là action tag này.
giảm sợ, tức là mình muốn gọi là cái bức thư này tôi chỉ định là cái ông tên sệt này ông làm chứ không phải là ông khác đấy, thì lúc này vô bưu điện nó sẽ tìm đúng cái ông này, ông nào tên sệt này nó làm thôi, và mình sẽ gửi gửi tên đúng không, sau đó mình sẽ gửi thêm cái data này, cái data của mình là mình sẽ lấy từ cái thằng response mình trả về đây này, tức là cái hậu quả mình mua được ấy, chấm data này, chấm data. Chỗ này mình nói hơi hơi dài dòng nhưng mà nếu mà anh em hiểu được thì ok, còn nếu anh em hỏi được thì có thể là bỏ qua tham khảo nha, tại vì cái này là cách hiểu của mình thôi. Rồi bây giờ sau khi mà có data thành công thì mình gửi lên như này, nhưng mà trong trường hợp thất bại thì như thế nào đó, mình sẽ là L này. Cái thất bại này anh em thắc mắc là à nếu mà thất bại thì nó chạy vô cache, nhưng mà anh em nên biết là cái response này nó trả về mình sẽ check xem cái error code này nó bằng không hay không, tức là nếu bằng không là mình lấy được data, còn nếu mà nhiều khi mình cũng lấy được data nhưng mà cái error code này là nó gửi về khác không, tức là mình lấy được data nhưng mà cái data của mình là null. Nó khác với việc là cái cache này là khi mà cái trong block code này nó có lỗi, nó chạy code có lỗi thì nó mới chạy vô cache nha anh em, còn cái API search keyword này nè là nó sẽ trả về data đó, nó trả về data thì data có thể là mã của data, tức là cái gọi là cái error code trả về có thể là không hoặc là khác không, nếu bằng không tức là mình lấy được data, còn nếu khác không tức là không lấy được data, nó tức là nó vẫn chạy code thành công nhưng mà chỉ là data không lấy được thôi, còn cái này là cái code bị lỗi thì mới xuống này ok nha. Thì khi mà không lấy được data, tức là không lấy được data thì mình cũng sẽ dispatch lên một cái gọi là thông tin một cái gì đó, tức là tôi không mua được cái hàng này, mặt hàng này hay gì đó đúng không, thì mình cũng gửi lên đúng cái thằng đấy, đúng cái ông này, ông tên là sệt này đó, và mình sẽ data mình gửi lên là null nha, để cho nó biết là mình không mua được hậu quả gì thôi đấy. Còn dưới này là bị lỗi này, tức là khi mình đi mua, trong quá trình đi mua gặp tai nạn hay gì đấy thì mình cũng kêu cái ông vận chuyển gửi tín hiệu về cho ông kia để ông biết, ông khỏi chờ vậy thôi. Chém gió quá đạo ok. Rồi cái chỗ này sau khi anh em định nghĩa xong một cái action search như này á, thì bây giờ anh em phải vô trong cái reducer đúng không, vô trong cái bưu điện á, cái reducer này anh em phải là định nghĩa một cái thằng công nhân tên là search để cho nó xử lý đúng chưa. Đấy, tại vì mình bắn lên một cái, mình đòi hỏi một cái người công nhân tên là search để mà xử lý, tức là một cái reducer tên là search á, nhưng mà mình chưa có định nghĩa, thì lúc này mình sẽ định nghĩa này, mình sẽ copy này, còn sẽ này Ctrl V đó, lúc này mình sẽ định nghĩa một cái thằng nhân viên của bưu điện tên là search này, để nó xử lý, nó chuyên gia xử lý những cái vấn đề mà cái ông search kia ông bắn lên này đó, thì vô đây mình sẽ trả về lại tất cả những cái dữ liệu của cái bưu điện này đó, mình chỉ xử lý những cái thằng mình xử lý thôi. Thì trong này mình sẽ định nghĩa một cái biến, một cái state để lưu, tức là gì search data nha, search data mình sẽ lưu bằng một cái object rỗng này, hoặc là để null cũng được, không sao, để object cũng được. Rồi bây giờ trong này nè, đầu tiên là search đúng không, thì mình chỉ là thằng này nó chỉ xử lý những cái vấn đề liên quan tới search data thôi đấy. Thì bây giờ mình sẽ search data này bằng data, hồi nãy cái action bắn lên là có type và data đúng không, thì cái type là để map với lại cái tên của thằng nhân viên này, tức là cái reducer này. Rồi còn cái data là để mình xử lý này, thì nếu mà có chuyện lên data thì mình sẽ là gán data cho cái search data này, còn nếu không có thì mình sẽ gán bằng là mạng mạng rộng thôi, object rộng thôi, lưu lại này. Rồi bây giờ nha, mình chưa dispatch một cái gì cả thì chứng tỏ cái thằng search data này sẽ là một cái object rộng thôi đó. Thì bây giờ để check là mình có lấy được cái thằng này hay không thì mình sẽ đứng ở trong cái component, một cái component lúc trước mình tạo ấy là component all nha, component search all này, mình sẽ đứng vào đây, mình sẽ dùng một cái gọi là import, mình sẽ dùng một cái gọi là use selector để mình chọt vô redirect để mình lấy data thôi. Rồi trong này này mình sẽ là constructor này, mình sẽ lấy một cái gọi là search data đúng không, đó mình sẽ là bằng này use selector này, mình sẽ chọn vô tất cả các state của Redux, mà cái state nào mà nó nằm trong cái reducer là music ấy. Music. Rồi bây giờ mình sẽ lock cái thằng kia ra nha, lock cái search data này ra, nếu mà mình lấy được cái data từ Redux thì nó sẽ lock ra cái chuỗi rộng cho cái mã, cái offset rộng cho mình, lưu lại nào. Rồi object not defined này, tức là cái này mình not defined này, cái c này trên v, tức là mình lock cái search data nha. Rồi không mất lỗi đúng không, qua bên đây mình đặt này nó đi, trong này này nó không deep tool fail to submap, không mở nó kìa, ba nó đi. Rồi bây giờ nha,
mình phải vô cái coding là search đây này thì nó mới lock nha. Thì bây giờ mình sẽ là gạo nhỏ một cái gì đó, mình sẽ gọi là cẩm ly nha. Enter này. À, mình chưa set cái navigate ha, thì bây giờ mình sẽ tự tự vào thôi. Mình sẽ để là tìm kiếm này. Tìm kiếm này. Để như này á là nó cũng khả năng cao nó cũng không lock, tại vì á cái này mới là mình mới vô được cái trang là search thôi, mình phải vô đúng cái trang search all, tức là tất cả này nè, nó phải có chữ tất cả nữa nè. Đấy. Lúc này mình mới vô được cái trang tất cả thì lúc này nó sẽ lock ra cho mình này. Đây nó lock ra cái chuỗi rộng cho mình nha. Ở cái object rộng này. Đó thì bây giờ mình sẽ đứng đây mình làm việc ha. Thì bây giờ nha, mình đã có thằng này rồi thì bây giờ mình sẽ dispatch một phát một hay nè. Rồi mình search đây đúng không? Ở đâu phải. KPI này không cần. Cái này này. Bây giờ mình đã gọi API ở trên action rồi thì trong này mình không cần gọi API nữa, mình chỉ cần import cái action đó vào. Anh này hiểu không? Mình chỉ cần import cái action đó vào thôi. Bây giờ mình sẽ import vài thứ, đó là import này. Sound này, as này, action này. From như này mình sẽ chọt vô cái store của mình này. Và cái file action đúng chưa? Trong này mình sẽ là import thêm một cái dispatch. User dispatch, thằng này là cái thằng công nhân mình nói anh em. Dispatch. Rồi ok, trong này nha. Mình sẽ định nghĩa cái dispatch cái này và mình sẽ là import thêm một cái nữa là để chuyển trang á, nó sẽ là you navigate nha. Rồi bây giờ dưới đây mình sẽ định nghĩa constructor này. Constructor navigate bằng user navigate, tức là thằng này là cái thằng chuyên gia để đi chuyển trang nha. Còn tiếp theo là mình sẽ định nghĩa một cái thằng để mà vận chuyển đưa thư này, là cái thằng dispatch. Được chưa? Nó sẽ là user này, dispatch. Rồi xong xuôi. Bây giờ khi mà mình nhấn enter một cái thì mình sẽ làm gì? Khi mà nhấn enter một cái thì mình sẽ là dispatch một cái action, action để mà gọi API ấy anh em. Chấm này. Trong này nó sẽ log ra này, trong này mình sẽ search này. Đó, trong này mình sẽ bỏ một cái gọi là keyword này nè, cái keyword này mình truyền vào một cái keyword nha. Thì keyword của này sẽ là keyword trong này, được chưa? Rồi, sau đó mình sẽ dispatch một cái sau đó mình sẽ là navigate. Navigate đi đâu? Thì lúc này mình sẽ là import cái thằng bus vào đây. Import cái thằng bus. Cái file bus của mình nó nằm ở đâu nhỉ? Ở trong này đúng không? Bus from này. Mình sẽ vô until này. Bus này. Ok. Rồi bây giờ nha, khi mà mình bấm enter một cái mình sẽ là đi qua cái trang template string này, mình sẽ đi qua cái trang này. Bus chấm này. Ở đâu có, từ từ nha, mình sẽ đi qua theo thứ tự, nó sẽ là tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm thì nó sẽ đi qua search trước này, rồi sau đó nó sẽ là search sạc này, sau đó nó sẽ là đi qua gọi là bus này, chấm này, o này, rồi ok, như này đi, lưu lại. Đó tức là khi mà mình enter một phát á, nó sẽ dispatch cái action search với cái keyword của mình đã gõ vào trong input được chưa? Thì qua cái thằng search này á, nó sẽ gọi API và sau đó nó sẽ dispatch cái data mình đã gọi lên trên cái Redux, được chưa? Thì và cùng lúc đó nó sẽ là chuyển tới cái trang gọi là tìm kiếm sạc tất cả này, sạc tìm kiếm sạc tất cả này, chuyển trang qua đó. Thì khi nó chuyển qua cái thằng O này, nhưng mà thằng O này thì mình log ra cái gọi là set data này, tức là set data mình lấy từ Redux. Đấy, thì bây giờ mình sẽ về lại trang chủ này. Mình sẽ gõ chữ chỉ cẩm ly nha. Enter nè, anh em để ý nha, mình enter một phát này. Bấm qua bên network này mình xóa đi này. Đây, đây mình enter một cái nha. Đó, nó sẽ gọi một cái API này với cái keyword là chỉ cẩm ly này, được chưa? Và trong này nó sẽ là mình trong cái search all này anh em, mình sẽ lấy được cái object là cái đống data này, được chưa?
Rồi và đồng thời á, nó cũng chuyển trang qua cái search all này anh em, tìm kiếm tất cả này. Đó thì cái trang này á, nó sẽ là cái trang này của mình nè. Đó thì cái trang này của mình sẽ có cái một cái header. Bây giờ mình sẽ code cái header đó nha. Rồi cái data này thì mình đã lấy được đúng không? Rồi bây giờ trong này mình sẽ code cái giao diện UI trước nè. Bây giờ phân tích layout nha. Thì đầu tiên nó sẽ có một cái header như thế này. Kết quả tìm kiếm, sau đó nó sẽ có từng cúp một đúng không? Thì bây giờ mình sẽ F12 lên. F12 lên đúng không? Mình sẽ click này. Trong này mình sẽ là đo cái thằng này coi thử là nó bao nhiêu này. Nó là width height của nó là khoảng 47,78 thì lúc này và cái margin của nó cái gì đây, margin trên dưới trên này, margin trái phải của nó trừ 60 á. What the hell man, margin bottom của nó sẽ ấy, margin bottom của nó là 28. Ok rồi, ok trong này mình sẽ để một cái thẻ div này. Rồi trong này cái class name thằng này á mình sẽ là width full này, flag nha và flag column này. Rồi ở dưới thằng div này sẽ là cái thằng header của mình á. Trong này mình sẽ có gọi là một cái thẻ span này, nó sẽ ghi là gì, kết quả tìm kiếm đúng không. Mình sẽ coi thử là cái widget của mình nó đã lên chưa. Nó nếu lên là chỗ này mình sẽ để là gì, kết quả này, tìm kiếm này, rồi xuống một cái thẻ span nữa đó là gì, tất cả này. Rồi tạm thời cái này thôi, và hai cái này nằm ngang đúng không, thì chỗ này mình sẽ đéo luôn cho nhanh nè. Nó là flag nè, cái thằng này mình sẽ để hay hay là 50 luôn, 50 pixel luôn, và nó sẽ có gọi là margin bottom là 28 là 7 này. Margin bottom là 28. Tiếp theo thằng này nó sẽ là flag này, IC này. Rồi như đó thôi, mình sẽ lưu lại nè. Rồi sau khi ra ngoài đây á, mình sẽ xem thử thằng này nó có cái gì. Đây nó có kết quả tìm kiếm này và tất cả này. Từ từ nha, mình sẽ phân tích nha. Anh em để ý là khi mình đi qua những cái trang á thì cái thằng này nó luôn đứng ở trên này, chứng tỏ là cái thằng này mình sẽ viết trong cái thanh search nha anh em. Mình sẽ không viết trong cái comment con, mình sẽ viết trong thanh search. Đó, tức là mình sẽ bê thằng này qua này. Cái chỗ x này. Chỗ này mình sẽ để là o này. Đúng rồi. Bây giờ qua thanh search này. Search đâu rồi? Search public. Trong này đúng không? Nó có thể search đây này, mình sẽ pass vào đây. Ok, trong này mình sẽ là khỏi cũng được. Lưu lại nè. Rồi qua đây, đây cái gọi tìm kiếm này đúng chưa. Thì bây giờ nha, mình sẽ là nó sẽ có một cái gọi là border như thế này. Cái font size của thằng này bao nhiêu đây, là 24 này, thằng này 14 này, 14 14 14 và 24. Thằng này mình sẽ là class name này, tag tag là 24 24 pixel này. Ở trên đây mình sẽ để là tag là 14 là SM này. Rồi tiếp theo á, thằng này nó sẽ có một cái gọi là border này, mình sẽ tắt việc cày đi nha. Border padding bottom khoảng 1 lưu nè. Rồi qua đây xem, đây nó padding bottom, à cái border này á, mình sẽ là border border bottom nha. Và tiếp theo là sẽ màu này, border gray 400 đi luôn lại. Rồi mình đã có một cái đường border như thế này nha, đó chữ như thế này. Tiếp theo á, mình sẽ cho thằng này nó coi thằng này nó padding bao nhiêu này. Nó đang gọi là padding là cái gì đây, padding left là 60,66667 này, con mở nó hay ho thế nhỉ. Thì bây giờ thằng này là cái thằng ấy đúng không, thì trong này mình sẽ cho nó gọi là padding left là gì, 6666 đúng không, mình sẽ cho 67 pixel luôn đi. Cái bà nó lưu lại. Rồi thằng này nó sẽ thụt vô một khúc như này thôi.
Tại sao lại thụt vô như vậy nhờ? Thằng này có 59 à. 60, 60 à. Khốn nạn. Ok, thằng này 60 thôi, lưu lại. Rồi. Đấy, thằng này xong đúng không? Tiếp theo này là thằng này nó phong nó hơi to một chút này, và mấy thằng này nó sẽ có padding là 20 này. Ba thằng này một 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 cục này, thằng này là một cục riêng. Gì á thì thằng này mình sẽ là cho nó tag này như này, phong size này. Phong là bold này, in đậm lên đúng không? Tiếp theo là padding right này là 6 này. Rồi, mấy ông này mình sẽ bọc trong một cái thẻ này. Mấy ông này mình sẽ bọc trong một cái thẻ disk này. Đấy, trong này một cái thẻ span C. Mình sẽ làm như này. Cái class name của thằng này mình sẽ để là flag này. Tiếp theo là rồi. Bây giờ thằng này mình sẽ CSS cho nó nha. Flag này, IC này. Rồi. Thằng này mình sẽ class name cho ba thằng này. Đây. Class name thằng này nó sẽ có padding x là 4 này. Có border này. Border x. Border này. Gray này. 400 này. Lưu lại. Đây xem, đây mình đã có ba chỗ này đúng không? À, nó chỉ chia thằng này với thằng bên này thôi, mấy thằng này nó không có chia đúng không? Và thằng này nó khi mà nó active á, thằng nào mà có active thì nó sẽ có một cái đường nằm dưới này nó màu xanh. Và cái chữ này là chữ in đúng không? Bây giờ chỗ này mình sẽ sửa thành chữ in thôi. Chỗ này. Tất cả này. Rồi. Vừa lòng chưa? Tiếp theo á là border thì không cần có border thằng này đúng không? Xóa đi, xóa border đi. Mình chỉ cần cho thằng này một cái border thôi. Ấy. Border right này. Border gray này. 400 này. Xong nhá. Lưu lại. Rồi, như này. Tiếp theo á là mấy ông nội này xóa cái border ít đi. Lưu lại. Ok. Bây giờ mình sẽ là chỉnh cho nó gọi là khi mà hover vô luôn nha. Nó sẽ có một cái text, nó sẽ có màu á. Màu nào thì mình sẽ ra đây mình lấy. À mình nhớ rồi. Cái màu men nó luôn. Màu men gọi là men bao nhiêu nhỉ? 500. Lưu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài đây. Đó, khi mình hover vô nó có màu này. Rồi nha. Và thằng này nó sẽ là nó có in đậm nữa nha anh em. Phong này. Phong của mình sẽ là semi đi, semi bold nha. Được ạ. Rồi, như này. Tiếp theo nó sẽ là có cursor pointer này. Khi mà hover nó sẽ có border nha anh em. Khi mà hover nó sẽ có ấy sẽ active nó sẽ có border nó gì nó sẽ có border ha, thì cái đó mình sẽ dùng sau. Tiếp theo nha, để coi mình làm được này đúng không. Bây giờ trong này nó sẽ là gì, bài hát playlist, bài hát với playlist album đúng không, thì chỗ này mình sẽ sửa lại chỗ này thành chữ bài hát luôn đi. Bài hát này, chỗ này mình sẽ sửa lại playlist album luôn đi. Rồi, tiếp theo bên này nha, khi mà bấm qua tất cả đấy thì mình sẽ render từng cái. Bấm qua thằng này, bấm qua thằng này, bấm qua thằng này thì mình sẽ chuyển link ha, để xem nào. Khi mình quá mình sẽ có một cái gọi là sệt như này cắm ly.
Search như này cấm ly đúng không? Thì mình phải tạo một cái như này anh em nha, mình sẽ tạo một cái search bar ram như này nha anh em, đợi mình sẽ ok nè. Nãy tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, mình đang định làm cái gọi là một cái query này đúng không? Một cái query này nó tức là khi mình bấm á, cái con mẹ bắt lỗi gì đây, à cái này của trang 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 gốc nha, tức là khi mình bắn lỗi một phát á là nó sẽ có thêm một cái đoạn này nữa, tại vì mình làm tới cái chữ tất cả rồi, bây giờ thêm đoạn chấm hỏi quy rồi cẩm ly nữa nha. Ok thì bây giờ mình sẽ là dùng trong cái search component này mình sẽ là bash cái thằng mình gọi thằng này là đúng một đúng không, sau đó mình sẽ bảo nó đúng ra là mình chỉ cần navigate tới cái trang này thôi, là cái ông ở cái trang trang này nè, trang search này, trang tìm kiếm này, ông sẽ chọc lên đây, ông lấy được cái thằng ở trên này và ông gọi API đó, nhưng mà mình làm theo hướng khác, tức là mình sẽ là gọi API luôn rồi mình sẽ là navigate qua đó. Sau khi navigate qua thì mình đã có sẵn data rồi, nó render luôn đấy, thì đó là hai cách làm, cách làm của mình là cách sau nha. Còn cách bình thường á, nếu mà dùng cái search param này á, thì khi mình search param này đúng không, thì khi mình navigate này nè, thì mình sẽ navigate kèm theo một cái search param là như này đó, sau khi mà nó nhảy qua cái công đoạn này á, thì nó sẽ chọc lên đây, nó lấy được cái param trên này và nó gọi API render tùy theo cái param mà trên này nó hiện là gì, nhưng mà mình là gọi trước sau đó mình mới navigate. Thì chỗ này mình làm cái này cho có thôi nha, chứ thực ra mình để chữ tất cả này là cũng không bị gì đâu đó. Thì bây giờ mình sẽ là import một cái thằng để mà tạo cái search bar ram đấy, tạo dấu chấm hỏi anh em, nó sẽ là create search, đây create search bar ram này, mình sẽ bỏ thằng này vào đúng không, sau đó cái navigate này mình sẽ là truyền cho nó một cái như này đi, mình sẽ truyền cho nó một cái object này, trong này mình sẽ có gọi là bash name này, bash name sẽ là cái thằng này được chưa, cái bash name là cái thằng này của mình này, là cái tìm kiếm sẽ tất cả này, sau đấy á cái param thì mình sẽ bỏ trong cái hay là search này, trong này mình sẽ truyền một cái object, trong này mình sẽ truyền một cái gọi là object này, nó sẽ bây giờ mình nói là quy đúng không, quy này hai chấm này, mình sẽ để gọi là keyword nha, keyword rồi sau đó cái này mình sẽ là chấm này toString, để mình xem thử là cái thằng toString của nó để đâu nhỉ, create bar này toString chỗ nào nhỉ, để xem nó ngày xưa mình tìm ở đâu nhỉ, đây đây cái search này nè, create bar ram này đó, cái bắt name là cái link này, cái search này bỏ vô đúng không, đây là keyword mình muốn này, xong rồi sau cái thằng đó mình sẽ là toString của thằng search đúng chưa. Vậy thì cái thằng search này là một cái hàm à, à mình phải create bar ram chứ mẹ, tào lao học mưa nha, chỗ này mình sẽ là create này, search bar ram này đó, trong này mình sẽ bỏ vào một cái object, một cái object có là quy này, là keyword này đấy, sau đó mình sẽ là chấm này toString này, rồi như này á, là mình sẽ là qua được cái trang tìm kiếm tất cả và chấm hỏi quy keyword nha, lưu lại nào. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài đây, mình sẽ xóa cái thằng cỏ này đi, mình sẽ qua cái thằng này, cái chữ cẩm ly mình sẽ ghi thành cái chữ sơn tùng này anh em, để ý nha, sơn tùng này, sau khi mình enter này đấy, nó cũng qua được cái nó qua được cái trang tìm kiếm thấy chưa, và trên này nó sẽ có dấu chấm hỏi quy này bằng này sơn cộng tùng này đấy em thấy chưa, cái quy này là do mình đặt, cái key này là cái gì này đó, mình đặt chỗ này mình đặt là ca sĩ hay gì đó cũng được ha, mình để query riêng cũng được đó, nhưng mà mình muốn để chỗ nó vào chấm hỏi quy sơn tùng này được chưa. Đó thì bây giờ cái link này giống nhau đúng không, đó cái này là giống nhau rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cái dưới này để coi là mấy phút rồi, 39 phút rồi, thì hôm nay mình sẽ coi thử mình làm cái phía thằng này không nha. Bây giờ cái đầu tiên sẽ là cái sự nổi bật này, cái nổi bật sẽ là cái thằng top, cái nổi bật sẽ là cái thằng top nha em, trong này này
Bây giờ mình sẽ log ra lại cái ông nội kia, log ra lại cái search data này. Trong cái thằng search navigate đúng không, trong cái search all này, trong này mình sẽ log lại cái thằng này để mình dùng nó để mình biết mình chọn vô đâu đúng không. Rồi ông log ở đây thì cái thằng top sẽ là cái nổi bật đúng chưa, mình sẽ vô thằng top. Trong thằng top này nó sẽ có Sơn Tùng này, Linh này, video này, artist này. Đó, để mình sẽ mình sợ thằng Sơn Tùng đó nha, mình sợ ông Sơn Tùng thử mà ông ra cái gì nè. Khi mình sợ Sơn Tùng á, nó ra Sơn nha, ghi xong rồi Sơn Tùng này, ok sợ này, đó nó sẽ ra Sơn Tùng này, bài hát này, artist đây, artist là cái dưới này, vậy trên này là thằng top rồi. Ok, bây giờ cái thằng này nó là một cái thẻ như này, một cái thẻ như này, thằng này cũng là một cái thẻ. Cái thẻ này nó không trùng nhau, nó nhìn nó giống nhau nhưng mà thực ra nó không trùng nhau. Thì bây giờ mình sẽ là viết cái này trong này luôn. Cái này là O đúng không, O thì nó sẽ có chữ nổi bật này, div một phát. Trong này nó sẽ là cái phần gọi là nổi bật, nó sẽ có một cái H3 này là nổi bật này. Rồi thằng này viết class name luôn, cái kiểu là điều cho nhanh này, tag, tag là LG này, phong này, phong bold này. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái thẻ tiếp để đựng data này, trong này mình sẽ có một thẻ tiếp để đựng cái artist này, thằng này sẽ là class name này, flag này, flag column này. Thằng dưới này nó sẽ có, để mình xem này, cái thằng này nó sẽ có một cái hình đúng không. Thằng này nó sẽ chia ba này, trong này nghệ sĩ Sơn Tùng đúng không. Thì trong thằng top này nó có cái gì, tới là Sơn Tùng MTP này, name là Sơn Tùng MTP này, nó sẽ có một cái gọi là nghệ sĩ artist. Đâu rồi, trong này nó sẽ để là chữ nghệ sĩ Sơn Tùng MTP là cái chữ này rồi này, Office Style là artist này. Nó không có chữ nghệ sĩ nhờ, không có chữ nghệ sĩ à, trên này có không, để mình cái này là mình search theo cái ông ca sĩ nha. Bây giờ mình sẽ search cái bài hát có thử nó có khác gì thằng này không, để mình biết là để mình biết mình ấy nha. Lúc này mình sẽ mở lại comment thằng này này, mình sẽ lưu lại. Rồi mình có chữ nổi bật rồi, và bây giờ mình sẽ là gõ lại bài hát, gọi là bài lá cờ đi, enter này. Đây ông này ông cũng có artist này, ông cũng có top này, nhưng mà cái top này á, cái nó sẽ có một cái object type để mình check nha nè. Cái object type này sẽ là song này, cái object type trên này sẽ là artist này. Bây giờ mình sẽ check này, nếu mà artist thì mình sẽ để là nghệ sĩ, còn nếu mà xong thì mình sẽ để là bài hát, được chưa. Ok rồi, tiếp theo rồi ok mình sẽ check như thế này. Trong này nó có một cái thằng là top đúng không, thật sự nha, cái này là data này, chấm top này. Mình sẽ chọn theo là để xem nào, cái thằng này là nổi bật này, thằng này là trong này là thằng này là thằng top này, trong này mình sẽ bọc nó trong cái mình sẽ là data cái gì, search search data này, chấm top này, nếu mà có thằng này thì mình mới vẽ thằng này. Rồi thằng này nó sẽ có một cái background này, để mình xem thử bài hát nó ra cái gì.
cơ này. Rồi nó cũng như nhau thôi. Nếu mà là bài hát thì nó khác, là tiếng nó khác đúng không? Thì chỗ này mình sẽ sát này. Thể điếp này mình sẽ có một cái img này. Rồi trong này suộc này, trong này mình sẽ có là avatar này, để vậy đi. Cái suộc này á, suộc này mình sẽ coi thử là bên này chứ. Cái bên này nó sẽ có một cái là cover với lại một cái là thumbnail. Ở dưới này nó sẽ có là thumbnail. Thằng này không có cover đúng chưa? Thì mình sẽ hai thằng này nó có chung một cái thumbnail, thì mình sẽ là không muốn bị lỗi á, thì mình sẽ làm gì? Search data này. Chấm gọi là thumbnail này, chấm top nhé. Chấm gọi là thumbnail này. Nail. Class name. Cái ảnh này là bao nhiêu đây? Cái ảnh là hình tròn, còn như bài hát thì ảnh là hình vuông, nó khác. Thì cái đó mình sửa sau. Thằng này mình sẽ coi cái ảnh là bao nhiêu? 83, 84 đúng không? Sẽ là width 84 pixel, height 84 pixel, object object là cover này. Tiếp theo ở dưới cái bức ảnh này nó sẽ có một cái thẻ drip này, trong này nó có hai thẻ span này, một cái là nghệ sĩ và một cái là bài hát. Thì chỗ này mình sẽ check xem là cái search data này, chấm top này, chấm gọi là object này, object type này, nó mà bằng gọi là gì, artist này, thì mình sẽ để là nghệ sĩ này, nghệ sĩ này. Còn nếu không thì mình sẽ để là chủ động này, không để gì nha. Rồi ở dưới này nó sẽ là tên, nó sẽ có một cái tên của ca sĩ này hoặc là tên bài hát đúng không? Thì chỗ này nó sẽ là title, còn trên này nó sẽ là không phải title mà nó sẽ là name. Thì chỗ này mình sẽ để là search này, data này, chấm top này, chấm gọi là title, chấm title. Nếu mà không có thì nó sẽ là search này, data này, chấm top này, chấm name này. Nếu mà không có title thì sẽ để là name nha. Rồi bây giờ mình sẽ class name cho thằng này, thằng cha này, thằng là flag này, flag column này. Cái thẻ này á, cái thẻ div này á, mình sẽ viết class name cho nó này. Thằng này nó sẽ có padding là bao nhiêu đấy. Ở đây mình coi thử thằng này padding bao nhiêu. Padding là 10 này. Padding là 10 pixel này. Lưu lại. Rồi, qua đây xem nó có cái gì. Đây thumbnail này mình viết bị sai này, chấm thumbnail này. Rồi ra hình này được chưa? Để mình cái lá cờ đúng không? Tiếp theo á, bây giờ mình sẽ search là Sơn Tùng nha. Mình đang làm cho nghệ sĩ mà. Đó, khi mình viết Sơn Tùng thì nó sẽ ra như này đúng không? Nghệ sĩ này. Thì hai thằng này nè. Flex column này, thằng này là flex này. Graph là 8 này. IC này. Lưu lại này. Đó, hai nồi này lên này. Và thằng này nó sẽ có padding này. Padding là một cái gì đấy. Cái này là sệt. Set all đúng không? Mình nhớ là mình có làm cái padding cho nó mà. Đâu rồi? Ok. Thì bây giờ chỗ này mình sẽ để là padding is, padding left, padding is đi. Là bao nhiêu nhỉ? Nãy mình để là 60 số đúng không? Lưu lại. Rồi. Đó, ông vô đây đúng không? Cái ảnh này sao nó, à cái ảnh này nó bị thụt vô tại vì có padding padding 10 này. Từ chỗ này mình sẽ lại là padding left là 0 này, cho nó thụt ra ngoài lại này. Ấy, không cần nhờ. Cái này mình sẽ là để là background này, main này, bao nhiêu đấy, sẽ để là 400 này. Sau đó là ra MD cho bo tròn góc này. Đấy, lưu lại.
Đây, cái hình nó như này đúng không? Cái này main main 200 thôi. Và cái thằng này á, cái search data này, cái thằng này mình sẽ chỉ ba nha: class name này, flag này, thằng div này mình sẽ để là flag là một nha. Đấy, thằng này mình sẽ để graph, graph là 8 này. Rồi dưới này mình sẽ để thêm hai cái thẻ div nữa. Xong một này. Đấy, Ctrl C, Ctrl V này. Cái này sẽ là xong hai này. Hai thằng div nó sẽ đều có class name là flag 1 này. Để tụi nó chia ba. Flag 1, ok, lưu lại. Rồi, nó chia làm ba đúng không? Rồi thằng này nó như thế này. Ông lên chưa? Và nếu mà thằng này á, mình sẽ check cái hình ảnh. Mình sẽ viết cái hình ảnh như thế này. X này, mình sẽ viết bằng cái tên string này. Đó, vào đây đúng không? Đó, thì chỗ này mình sẽ viết thêm này. Nếu mà cái đây. Cái chân C này. Cái chân V này, nếu mà cái này bằng artist á thì mình sẽ là gì? Và nha. Mình sẽ cho nó gọi là router full nha. Tức là nó làm tròn này, nó làm hình tròn nha. Rồi. Đấy, ông này ông có hình tròn liền. Ok chưa? Ổn định đúng không? Tiếp theo là thằng này nó margin xuống một phát là 20 này. Thì cái thằng nổi bật nó sẽ có là margin bottom. Margin bottom là 5, tức là 20 ấy. Đúng lại. Rồi, hàng này nó chọc xuống như này, mình đã xong cái nổi bật đúng không? Tiếp theo á, mình thằng này này nó sẽ có thêm có bao nhiêu người quan tâm này. Thì cái người quan tâm này mình sẽ lấy ở đâu? Tại vì cơ bản là cái thằng này nó không có số người quan tâm, nhưng mà số người quan tâm nó nằm ở artist á. Thì mình sẽ lấy cái đầu tiên. Mình sẽ lấy cái đầu tiên này anh em. Mình sẽ lấy total value của artist đầu tiên nha. Thì ở dưới này này. Mình sẽ bọc như thế này. Trong cái ok, mình sẽ bọc nó như này đi. Mình sẽ là search data này. Chấm này, top này. Chấm top này, chấm object hả? Type và bằng này. Artist này. Thì và này. Mình sẽ thêm một cái span nữa. Một cái span nữa sẽ đựng cái gì? Sẽ chứa cái gì? Nó sẽ là search data này, chấm gọi là top này, chấm artist này, artist s này, và cái phần tử đầu lấy phần tử đầu tiên này, sau đó là chọt vô gọi là to total follow này. Mình sẽ là đây cấp này, c này, mình về đó mình sẽ lấy cái total follow này nha. Lưu lại vô đây mình xem thử là nó có bị lỗi không. Nó lỗi thiệt rồi. Thì cái artist này mình ghi sai này, C này. Nhưng mình không có chọn vô top nha. Đúng rồi. À mình không có chọn vô top nha anh em. Mình sẽ chọn vô artist thôi. Đây. Rồi lưu lại. Rồi đây nó sẽ ra số này. Và mình sẽ CSS cho thằng này là phong thằng này là 12 này, 14 này, 12. Thì thằng này mình sẽ cho tag là 12 này, sẽ là tag là XS. Chỉ có cái thằng name này mình sẽ cho class name của nó là tag là SM này. Rồi, sang này sẽ là phong gọi là semi-pole này. Rồi, mấy ông nội này là tag 12 này, được ạ. Rồi, chữ nó nhỏ xíu như này rồi. Để xem nào, mấy thằng này có margin là 8 này, là 6 này. Thằng này không có đúng không? Thì cái thằng này này nó sẽ có margin là 6 này. Class name này, margin bottom này. 6 pixel này. Lưu lại này. Rồi. Ở đây, đấy, như đây đúng không? Còn cái số này mình sẽ convert sang là m hoặc là bao nhiêu nó quan tâm đúng không? Thì chỗ này nè, mình sẽ là cộng với lại như này,
Quang tâm này được rồi. Rồi mình sẽ có là 2 triệu này. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm để mà convert thằng này sang cái M hoặc N hoặc K nha. 55 phút à, ok. Thì bây giờ mình viết cái này nữa là mình nghỉ cái video này nha. Trong cái tiêu này anh em viết cho mình cái function này. Trong này mình sẽ là viết một cái hàm export constant này. Handle gì đây? Handle number. Ok. Thì bằng này, mình sẽ truyền vào một cái number này. Sau đó mình sẽ trả về một cái gì đấy. Thì nhiệm vụ của mình á là mình sẽ là chia tới M hoặc K đúng không? Tức là để xem nha. Đầu tiên á mình sẽ là less này. Output này. Để xem nha, cái logic này viết như thế nào. Output này. Bằng này. Mình sẽ lấy number này. Mình chia cho 1000 này. Đấy, nó sẽ ra số lẻ đúng không? Ra số lẻ nếu mà number mà nhỏ hơn 1000 đấy. Nếu mà number mà nhỏ hơn 1000 đó thì mình sẽ là lấy một số thập phân. Thằng này nó lấy mấy số thập phân? Thằng này nó lấy một số thập phân thôi. Bây giờ như này. Ok, chỗ này mình sẽ return là một phát một luôn. Như này. Mình sẽ return một cái tem registry này. Trong này á, đầu tiên là cái số này. Cái số này á thì mình sẽ là lấy cái number này. Mình chia mà mình phải là làm tròn hả? Mình sẽ chia và làm tròn một số thập phân. Mình sẽ check len này, nếu len nó là lớn hơn 6 á, nó tức là số nó lớn hơn 1 triệu á thì mình sẽ là chia cho 1 triệu, nếu mà lớn hơn 1000 thì mình sẽ chia cho 1000. Để xem nào. Đầu tiên mình sẽ check viết trong này cho nó nhanh đi. Check này. If này. Number này. Mà lớn hơn mà max này. Max này, chấm pơ này. 10 mũ 6 tức là 1 triệu ấy. Nếu mà nó lớn hơn 1 triệu thì mình sẽ là mình sẽ là return này. Cái gì đây? Number này. X max chấm gọi là round, mình sẽ làm tròn này. Mình sẽ bỏ cái thằng number vào đây. Mình sẽ lấy một số thập phân đúng không, thì mình sẽ là nhân cho 10 này, sau đó mình sẽ là chia cho 1 triệu đúng không, chia cho bill này, chia cho max này, chấm bill này, 10 này, 6 này, sau đó mình sẽ là ra đây mình sẽ chia lại cho 10 này. Nếu này mình sẽ lấy được một số thập phân này. Đó, và chỗ này sau này mình sẽ thêm chữ M này. Rồi. Nếu mà nó nhỏ hơn một ấy thì mình sẽ là L này. Ok, mình sẽ là return này. Mình chuyển về number nhưng mà chỗ này mình sẽ để là K này. Rồi, lưu lại. Bây giờ nha, mình sẽ là B cái hàm handle number này. Mình sẽ bê qua cái thằng này. Import này, handle này. Number này, đó thì chỗ này này. Mình sẽ bỏ cái number vào đây nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ là bê cái hàm này qua đây nha. X này. Mình sẽ là handle number này, bỏ thằng này vào đây. Đấy. Sau đó mình sẽ là lưu lại này. Và thử ra nó có chữ M không nha. Hay là nó màu trắng màu hình này. Đây, 24M mà yên tâm này. Bây giờ mình sẽ thử một cái ca sĩ nào mà chưa tới triệu á. Ca sĩ để mình đại nha, mình không biết ca sĩ nào đâu nha. Mình sẽ gọi đại thôi. Hồi nãy mình gọi chị Cẩm Ly đúng không? Bây giờ mình gọi lại Cẩm Ly này. 0,3K. Cái này cannot reach property của không này.
là dòng 18 này, là nó không đọc được cái của file search all này. Ok, chỗ này mình sẽ để chấm hỏi này. Đúng rồi. Mình thắc mắc là tại sao nó lại có một cái cắm ly này, response này, this này, không này, chỉ cắm ly là 300 345 thì nó phải ra là 345k đúng không? Thì cái chỗ hàm handle này mình viết xử lý bị ngu này. Thằng này nha, nếu mà nó ngu 6 thì mình chia 6, còn không thì mình chia 3 thôi. À, chỉ xấu là mình đờ à. Quá ngu đi. Rồi đó, 365K7 này. Rồi, ok. Ok, thì hôm nay mình sẽ dừng ở đây nha nè. Đó, ngày mai thì mình sẽ là handle tiếp cái khúc dưới này. Mấy cái thằng dưới này nha. Thì cái này anh em chỉ là render thôi. Anh em có thể là render trước. Rồi sau khi mà video sau mình quay á, thì anh em có thể xem lại để xem là có giống mình hay không. Hay là nếu mà anh em làm không được á, làm thử, nếu mà làm không được thì hẳn xem mình làm nha. Ok. Thì mình sẽ dừng ở đây.